Chứ trời em anh là Khải, cho nên đang học tại Bradley High School. Chào em, à, chị tên là Tường Vy và chị đang học ở Bradley High School. Rất vui mừng khi em đã đến đất nước này. Có một số điều ở đất nước này nó khác với Việt Nam mà em phải biết ở trường học. Đó là em phải mỗi lần mà em xếp hàng đó, hay là xếp hàng vô để ăn trưa hay là xếp hàng để vô lớp đó, thì em phải đứng ngay chỗ đó, em không được đẩy bạn hay là em đi ra khỏi hàng. Em mọi cái thắc mắc gì hay là có chuyện gì thì em có thể nói với giáo viên ở trong trường, những cái gì em không hiểu em có thể nói với cô giáo chẳng hạn. Nếu mà em thích cái đồ chơi gì á thì em phải chia sẻ với bạn. Em không có được giống như dành dịp đồ chơi với bạn. Với đặc biệt á là em không có được đánh bạn. Tại vì cái đó là không có tốt. Ok. Cảm ơn em đã lắng nghe. Mong là em sẽ tuân thủ theo mấy cái luật ở bên Việt Nam. Thank you. Bye.